Có. Có tin vui này. Lần gặp may thứ ba. Tốt lắm. Đúng là một kẻ tham ăn. Thật sự rất tham ăn. Cả ngày hôm nay chúng tôi phải chạy và săn bắt khắp các nguồn nước. Chúng tôi đã bắt được rất nhiều cá, nhưng cũng phải rất vất vả vì những con cá này khá lì lợm. Các bạn biết đấy, cũng như mọi chuyến đi, chúng tôi phải khởi hành từ rất sớm, dù không biết có câu được cá hay không. Như các bạn thấy, chúng tôi đang ở Amazon, thực sự đang ở giữa rừng rậm Amazon xa xôi, với nhiệt độ ban ngày lên đến 38 độ C và độ ẩm khá cao. Tôi đến từ Ireland, hãy nhớ là chúng tôi đã quen với khí hậu ở đây rồi. Chúng tôi vừa thả một mồi câu lớn và tôi đã rất ngạc nhiên, phải vài giây sau tôi mới hoàn hồn. Một con cá tuyệt đẹp nặng khoảng 3 đến 3 cân rưỡi. Điều đầu tiên nó làm là bơi đến và vùi mình bên dưới khúc gỗ cạnh chiếc thuyền. Nó làm chiếc lưỡi câu ba ngạnh của tôi mắc vào khúc gỗ, sau đó nó quẫy đuôi rồi bơi đi, để lại khúc gỗ ở đó. Cảm ơn Bronco. Tôi không thể làm gì được, chỉ đành giơ tay đầu hàng và chấp nhận rằng cũng phải có lúc này lúc khác thôi. Hướng dẫn viên của chúng tôi, Bronco, đã đưa cho tôi mồi cá giả và mồi câu của chính anh ấy, hai loại mồi câu dùng để thu hút cá. Các chuyên gia địa phương nắm rất rõ những kinh nghiệm dân gian này. Lại đây nào cá. Dù có đi qua nhiều nơi hay biết nhiều kỹ thuật như thế nào, bạn vẫn phải học những kỹ năng mới khi đến những địa điểm mới. Con cá đẹp quá, nó có các màu khác nhau, hãy nhìn này. Màu xanh. Màu xanh da trời. Loài cá chúng tôi nhắm đến ngày hôm nay là cá hoàng đế, với 4 giống cá khác nhau, và chỉ trong ngày hôm qua chúng tôi đã bắt được đủ 4 loại. Chúng vô cùng nhanh, khỏe và hung hăng, như thể cả năm rồi chúng chưa có bữa nào vào bụng vậy. Tôi vẫn chưa thể quen với việc chúng tôi đang ở giữa rừng Amazon, trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt.
Chúng tôi đến đây từ hôm qua, và khi vừa bắt đầu câu, chúng tôi đã nghe thấy tiếng mưa chút xuống, như có ai đó tắm vòi hoa sen vậy. Chúng tôi vừa thoát khỏi một trận mưa gió lớn. Bạn có thể nhìn thấy đằng kia, phía sau lưng tôi. Vừa tới một trận mưa đã trút lên người chúng tôi. Chúng tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy trước đây. Dù đã để máy quay vào trong túi khô, nhưng chúng tôi vẫn phải suy nghĩ trước khi vui thích thỏa thuê và bắt được một con cá hoàng đế gần 7 kg, một con cá to và một phen bắt cá điệu nghệ. Tôi sẽ cho các bạn xem công việc câu cá của chúng tôi ở đây. Chúng tôi